Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về level huyền bí Megaflora. Megaflora, Survival Difficulty, Class, Undetermined, Mysterious Property, Unknown Information, Undocumented Entities. Megaflora là một level huyền bí của The Bike Room. Level này dường như bao gồm một cái cây khổng lồ bị treo ngược trên một khoảng không đen vô tận. Bất kỳ người lang thang nào khi bước vào level này sẽ thấy mình đang ở trong một khu rừng khổng lồ bao phủ bầu trời với cây cối. Bề mặt của level này bao gồm cỏ, cây cối và các loài thực vật khác có thể phát triển. Đồng thời, những người lang thang đã phát hiện ra rằng khu rừng này thực chất đều nằm trên một nhánh cây thuộc một cái cây có kích cỡ của một hành tinh. Cái cây này dường như đủ lớn để tạo ra môi trường trọng lực của chính nó. Khi những người lang thang đi vào mặt dưới của những nhánh cây, cái cây có vẻ sẽ bị lộn ngược so với những người lang thang khác ở trong level. Điều đặc biệt ở đây là nếu bất kỳ ai rơi khỏi nhánh cây mà họ đang đứng thì họ sẽ rơi thẳng vào khoảng không bên dưới và mất tích hoàn toàn. Megaflora là một level được nhiều người cho là có tiềm năng để nghiên cứu bởi những đặc tính dị thường của nó. Nhưng level bằng cách nào đó sẽ luôn cô lập những người lang thang đến level nếu họ đi cùng một nhóm. Vậy nên, việc thu thập thông tin ở level này là cực kỳ khó khăn. Những người lang thang bên trong level cũng có thể ngẫu nhiên bị noclip để những level ngẫu nhiên khác. Và người ta cho rằng việc noclip ngẫu nhiên là do sự bất ổn của level. Và giờ, chúng ta sẽ đến với một thực thể độc nhất của level này. Đó chính là The Sun Over the Void. The Sun Over the Void là một thực thể nằm ở phía trên rễ cây của cái cây khổng lồ mà mình đã nhắc tới. Nó có hình dạng của một ngôi sao màu trắng ở khoảng cách rất xa so với cái cây khổng lồ. Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng của nó sẽ giết chết bất kỳ người nào trong vài giây bằng cách làm phân rã những người đã tiếp xúc với nó. Các nhà thám hiểm đã cho những chiếc máy bay không người lái để quan sát thực thể này và người ta đã phát hiện ra các bong bóng được kết nối bằng những chùm sáng xoay xung quanh cái mặt trời này. Và sau khi kiểm tra thêm thì các bong bóng nhỏ này có khả năng phản chiếu hình ảnh của một số level. Đến nay, đã có 2 level được ghi chép lại từ ảnh phản chiếu của bong bóng là level 129, level 998 và thêm một level hiện chưa được ghi chép lại cũng đã được nhìn thấy. Người ta cũng chưa quan sát được ảnh phản chiếu của các bong bóng khác vì các bong bóng này di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Những người lang thang có thể tiếp xúc với những bong bóng và nó sẽ đưa họ đến level mà nó phản chiếu. Đến đây, mình sẽ bật mí một chút là The Sun Over the Void ban đầu không được cho là một thực thể. Vì bằng chứng duy nhất cho thấy cái mặt trời này thực sự là một thực thể là tuyên bố của hầu hết những người lang thang đưa ra rằng nó có nói chuyện với họ khi họ đang mắc kẹt bên trong level. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, khi tra hỏi thêm thì những người lang thang này cũng không biết tại sao họ lại biết được đó chính là giọng nói của The Sun Over the Void. Giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần khá thú vị trong level này, đó chính là hệ thống động vật và thực vật của Megaflora. Những con sói ở đây trông chả có gì đặc biệt, chúng khá bình thường, chỉ có điều miệng của chúng mở ra theo chiều ngang. Chúng thường săn mồi theo bầy và sẽ tấn công khi gặp con mồi, chúng chỉ có thể được tìm thấy trong các phần cao hơn của level. Những con gấu trong level này khác xa so với bản gốc của chúng, vì chúng có 15 con mắt và 6 cái chân, chỉ có thể tìm thấy những con gấu này khi chúng đang ngủ đông ở trong hang. Những con hươu sẽ trông khác nhau tùy thuộc vào giới tính của chúng. Hươu đực có sừng dài, nhiều đuôi và mắt đỏ. Hươu đực rất nhanh, thường tấn công bất kỳ kẻ lang thang nào trong tầm mắt bằng cách cố gắng dùng sừng của chúng đâm xuyên qua người nạn nhân. Hươu cái có thể được nhận biết qua vết sẹo dài màu đen bắt đầu từ phần đầu kéo dài đến phần đuôi. Mặc dù chúng không có sừng và cũng không thù địch đối với những người lang thang, nhưng vẫn nên tránh xa những con hươu cái này bằng mọi giá. Khi một người lang thang tiếp cận một con hươu cái, chúng sẽ đột nhiên noclip qua cái cây và rơi vào khoảng không. Sóc là một loài động vật cực kỳ hiếm nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm bên trong level. Chúng trông giống hệt một con sóc bình thường, ngoài trừ bộ lông có màu huỳnh quang. Những con sóc luôn luôn săn mồi với số lượng cá thể lớn lên tới 100 con và chúng sẽ ăn thịt bất kỳ người lang thang nào. Bất kỳ nỗ lực chống trả nào đều được chứng minh là vô ích. Heo rừng là một trong những loài động vật lớn nhất hiện được tìm thấy trong level này. Chúng trông giống hệt những con lợn rừng ở The Front Room. Heo rừng đã được chứng minh là một nguồn thực phẩm tốt vì nó khá an toàn để tiêu thụ. Lời khuyên ở đây là những người lang thang nên mang theo thiết bị săn bắn thích hợp để giết lợn rừng một cách nhanh chóng. Và nên cẩn thận vì lợn rừng có nhiều cách thức tấn công và lực từ chiếc ngà của chúng có thể gây tử vong.
Loài thực vật này có bề ngoài tương tự như các bản thể của chúng trong The Front Room, thế nhưng chúng nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng sẽ ẩn mình trong lòng đất, nơi có cỏ mọc cao hơn. Một khi ai đó đi qua và dẫm lên miệng chúng sẽ đóng lại và chúng sẽ tự nâng thân mình lên cao. Sau đó, nó sẽ bắt đầu tiêu hóa những nạn nhân xấu số. Có thể mất vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần để tiêu hóa hoàn toàn. Lestron là tên một loại thảo mộc được tìm thấy ở rìa của một cành cây. Loại thảo mộc này có thể được sử dụng để tạo ra một loại sản phẩm không xác định. Gammapali là tên được đặt cho một loại cây nhỏ có thể phát sáng trên các cành cây trong lava. Loại cây này là một loại cây cực kỳ nguy hiểm vì ánh sáng mà nó phát ra thực chất là một loại khí độc có thể giết chết bất kỳ con người nào một cách cực kỳ nhanh chóng nếu hít phải. Là một loại cây có thể được ngụy trang dựa trên vỏ cây, chúng sẽ thường bị động, đợi những kẻ lang thang đến đủ gần, sau đó chúng sẽ tự động rơi xuống và đè bẹp những nạn nhân xấu số. Không có bất kỳ căn cứ, tiền đồn hay cộng đồng nào được biết đến trong level này. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là lối vào và lối thoát của level này. Việc vào level huyền bí Megaflora xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên khi một ai đó khám phá bất kỳ level nào có tính chất thiên nhiên. Những người lang thang đã trải nghiệm điều này, nói rằng họ cảm thấy như bị một thế lực bí ẩn lôi kéo đến đây. Thoát khỏi level này cũng xảy ra một cách ngẫu nhiên. Sau khi dành một khoảng thời gian bên trong level, những người lang thang sẽ bị nô clip đến một level ngẫu nhiên. Lời giải thích duy nhất cho điều này là sự không ổn định của level. Khoảng thời gian trước khi một người lang thang bị no clip có thể là từ một ngày đến thậm chí là một năm. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.